Cô xin chào tất cả các em học sinh thân yêu. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình tìm hiểu pháp luật. Trong Điều 16 Hiến pháp 2013 quy định rất rõ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Có nghĩa là mọi quyền, lợi ích hợp pháp của công dân đều được bảo đảm, được pháp luật bảo vệ. Vậy chúng ta thực hiện quyền bình đẳng của mình như thế nào để phát triển bản thân và góp phần xây dựng đất nước công bằng, dân chủ, văn minh? Câu hỏi này sẽ được giải đáp trong bài học ngày hôm nay của chúng ta, bài số 4, quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng ta tìm hiểu quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, lao động và kinh doanh trong bài số 4. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, bao gồm khái niệm thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Còn phần nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, chúng ta sẽ tìm hiểu bình đẳng giữa vợ và chồng. Còn ba quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con, bình đẳng giữa ông bà và cháu, bình đẳng giữa anh chị em, chúng ta sẽ được học trong tiết sau. Để mở đầu cho nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, chúng ta sẽ xem lại. Em biết không, hơn 100 năm qua, bản dạo cổ Hoài Lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu vẫn làm rung động hàng triệu con tim người Việt và khơi nguồn cho dòng chảy vọng cổ xuyên suốt lịch sử âm nhạc Việt Nam. Thời phong kiến, pháp luật theo tư tưởng trọng nam khinh nữ nên có quy định ly hôn do lỗi của người vợ. Theo Điều 310, quy định người chồng phải ly hôn khi người vợ phạm phải điều nghĩa tuyệt, đoạn tuyệt hết ân nghĩa vợ chồng như không con, ghen tuông, vân vân. Ông Sáu Lầu lấy vợ đã 3 năm mà không có con. Tam niên vô tử bất thành thê, vợ chồng ăn ở với nhau 3 năm, vợ không sinh con, chồng được quyền bỏ để cưới người khác. Hầu có con nối dõi tông đường. Theo thời phong kiến có những quan niệm chưa đúng, người ta cho rằng vợ không sinh con là do lỗi của người đàn bà, nên mẹ ông đã bắt bỏ người vợ hiền mà ông rất mực yêu thương. Trong một đêm năm 1920, ông Sáu do đau khổ trong hoàn cảnh nợ duyên ngang trái, ông xúc cảm viết thành bản nhạc Dạ cổ Hoài Lang, đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chồng. Nếu như pháp luật ngày xưa bắt người phụ nữ phải chịu cảnh bất công, thì pháp luật thời nay hoàn toàn là những quy định dựa trên cơ sở bình đẳng tiến bộ, theo như khái niệm sau đây. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi giữa vợ, chồng và các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội. Nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình bao gồm
bình đẳng giữa vợ chồng, bình đẳng giữa cha mẹ và con, bình đẳng giữa ông bà và cháu, bình đẳng giữa anh chị em. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu nội dung bình đẳng giữa vợ và chồng. Cuộc sống gia đình mở đầu sau khi vợ và chồng kết hôn. Hôn nhân hạnh phúc là cơ sở để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Buổi sáng mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì em yêu ơi, xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, cùng giữ tay nhau thật lâu. Thề hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Trong cuộc sống hôn nhân, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về quan hệ giữa vợ và chồng. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Thứ nhất, trong quan hệ nhân thân, Điều 20, việc lựa chọn nơi cư trú của vợ, chồng do vợ chồng thỏa thuận, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính. Nội dung thứ hai thể hiện bình đẳng trong quan hệ nhân thân là vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau. Bình đẳng trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng còn biểu hiện ở việc vợ chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tốt đẹp của quyền bình đẳng về quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng, ở Việt Nam hay nhiều nước trên thế giới, còn tồn tại những biểu hiện bất bình đẳng, đó là tình trạng bạo lực gia đình. Vì vậy, để bảo vệ những nạn nhân, thường là phụ nữ và trẻ em, Luật Hôn nhân gia đình quy định nghiêm cấm hành vi bạo lực gia đình. Theo Điều 5 Luật Phòng chống bạo lực gia đình, nạn nhân bạo lực gia đình có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc, bố trí nơi lánh nạn. Những hành vi xâm phạm đến sức khỏe sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 49 Nghị định 167 dưới hình thức phạt tiền, xin lỗi công khai, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Trong quan hệ nhân thân, quyền bình đẳng còn thể hiện ở việc vợ chồng có quyền nghĩa vụ tạo điều kiện giúp đỡ nhau, bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc quyết định sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp, sử dụng hợp lý thời gian chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Nội dung tiếp theo chúng ta tìm hiểu bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản. Theo Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình, tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận đều là tài sản chung. Điều 35. Việc chiếm hữu sử dụng định đoạt tài sản chung do vợ chồng cùng thỏa thuận. Ví dụ, trong thời kỳ hôn nhân, tài sản chung của hai vợ chồng ông V, bà T có giá trị tổng cộng lên tới 7.900 tỷ đồng. Việc mua bán, trao đổi, vay mượn và những giao dịch dân sự khác liên quan đến khối tài sản chung này có giá trị lớn hoặc là nguồn sống duy nhất của gia đình. Việc dùng tài sản chung để đầu tư kinh doanh phải được bàn bạc và thỏa thuận giữa ông V và bà T. Bên cạnh đó, vợ chồng đều có quyền có tài sản riêng. Theo Điều 43 Luật Hôn nhân gia đình, tài sản riêng của vợ chồng
gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản được chia riêng cho vợ chồng, tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ chồng và tài sản khác theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ chồng. Điều 44. Vợ chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình, nhập hoặc không nhập vào tài sản chung. Ví dụ về tài sản riêng như đồ trang sức, nhà cửa được tặng cho riêng trước hôn nhân, máy tính, sở hữu tác phẩm, trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng. Sau đây chúng ta cùng phân tích tình huống để hiểu rõ hơn về tài sản riêng và tài sản chung. Anh A và chị B kết hôn năm 2010. Cả hai vợ chồng là công nhân. Trước khi cưới chị B, anh A được cha mẹ tặng riêng một căn nhà. Hiện anh A cho người khác thuê với giá 10 triệu đồng một tháng. Anh A mua vé số và trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng. Vậy tài sản riêng đó chính là căn nhà được mẹ anh A tặng cho trước thời kỳ hôn nhân. Trong thời kỳ hôn nhân, vì anh A với chị B không có bất kỳ thỏa thuận nào khác về vấn đề tài sản chung riêng, do đó, theo quy định của pháp luật, thì căn nhà sẽ là tài sản riêng của anh A. Tài sản chung 10 triệu một tháng tiền thuê nhà là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng, theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình. Tiền trúng số theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 126. Thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bao gồm cả tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp. Và nếu như tất cả những quyền bình đẳng giữa vợ và chồng được thực hiện tốt, thì mỗi người chúng ta đều có một cuộc hôn nhân mỹ mãn và một gì? Gia đình hạnh phúc giống như câu chuyện sau đây. Về cái điểm gì? Điểm mà điểm gì? Thích là yêu nó như cố đấm ăn thôi rồi mà lấy được cái mặt mà. Khi ngày xưa ông yêu tôi, bố mẹ tôi không gả, ông chú tôi không gả, thì ông có thấy, thấy buồn không? Buồn nhưng mà ông phải cố. Cố à? Ông buồn nhưng mà vẫn cố. Buồn nhưng mà phải cố. Dắt tôi, ông dắt tôi dậy với. Ôi giời ơi. Có lúc nào anh giận em tôi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng có mà thương rộng dài. Ông cứ dừng lại cho đấm cho, đứng dừng lại. Bây giờ chúng ta cùng hệ thống hóa kiến thức của bài học theo sơ đồ sau. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình. Khái niệm bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ chồng, giữa các thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử trong các mối quan hệ ở phạm vi gia đình và xã hội. Bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong lựa chọn nơi cư trú, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, tín ngưỡng, tôn giáo, giúp đỡ nhau về mọi mặt, học tập, nâng cao trình độ, bình đẳng trong việc sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng trong việc chăm sóc con ốm. Trong quan hệ tài sản, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản chung, là tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân, được tặng cho thừa kế chung. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản chung thể hiện ở các quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt. Tài sản riêng là vợ chồng có được trước thời kỳ hôn nhân, được tặng cho thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân, và tài sản riêng được vợ chồng tự quyết định. Chúng ta kết thúc tiết 1 của bài số 4 tại đây. Các em nhớ ghi lại nội dung bài học và làm bài tập củng cố trên trang K12 online nhé. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô trong suốt tiết học. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau. Chào tạm biệt các em.